Để Tùng Lê gặp anh Khánh để đá hết. 0-0. Gần được. Một không. Tuấn, đây là anh Tuấn. Dạ vâng. Đây là anh Tuấn, anh Tuấn này. Anh Tuấn khởi động đi vào đá mà em. Vâng, em bảo anh Tuấn rồi. À, anh thì anh chấp ông này 5, em chấp ông ấy 10. Lùi ra. Anh em có bảo để số 21 à? 31 à? Đá chất chiêu à? Hai ba. Ba đều. Ngoài. Ui nóng hôm nay mà các anh vẫn ngồi được. Vâng. Ui gần sao. Bốn đều. Năm bốn. Vâng. Vâng, vâng. Sáu bốn. Nhưng mà như em gái này chắc không phải cho anh em mình 15 quả. Tí nữa Huy sáng chấp anh 18 quả nhá. Mà anh liều đấy. Ôi bố. Đá xem 31. Đá xem 31. Thì anh ở cửa. Được ạ, đá đây được anh ạ. Được, được, được. Chấp 18 đề 31 là được anh ạ. Vâng. Đề đây. Đá. Điểm số 57. Tám năm. Tùng ơi không cần ngoáy chân đâu. Bây giờ em chỉ cần tập đúng các điểm mà được. 8-5. Tốt. Ui dồi gần được. 6-8. Vợ ngồi chỗ khác đi các anh. Đá dẫm vào tay đấy. Nguy hiểm không nhìn thấy cầu là đá dẫm vào tay đấy. Ừ. Ở trong đứng đây. 7-8. 2. Tốt. 9-7. Bỏ dép ra đây. 2. Ừ. 0-7. Hay thế nhở. hay hơn ánh sáng rồi đấy. Mò quả chém còn căng hơn nhỉ. 1-7. Đẹp. Tám một. Hay. Hai tám.
38. Chín ba. Hay thế nhỉ? 49. Không bốn. Dạ. Hơi sâu ạ. Thôi 12 là được anh. Bởi vì 12 thì em thắng chắc. Em đá một trạm này em cũng còn đã luyện mấy đầu. Còn em đá thì em toàn đá đấy 4 trạm với cả đá đơn thường mà. Nhưng mà như này cứ hai vợ chồng toàn đi đá đôi với nhau à? À không, đá chơi thôi anh, còn đá giải thì toàn tách nhau ra. Tách nhau à? Vâng. 12, 14. Còn đâu là đá giải là riêng. Vâng. Ui. Chém hay quá. Cũng xem nhau anh. Gặp chung kết với nhau hơi nhiều rồi. 53. Ơ anh không thay giày đá. À vâng. Hay quá em ơi. Không, anh muốn đá với các em lắm này. Vâng. Ví dụ như đá chắc 21 mà chắc 18 là cũng điều đấy. Tốt. Sâu quá anh ạ. Mười sáu mười hai. Tốt. Sát lưới nhanh ý, toàn quét bên đấy. 36. Vâng. Không biết bắt dế. 13, 16. Em học bây giờ. Anh là hiệu trưởng của bạn gái anh đúng không? Trường tiểu học Xê Đông. Nhưng mà cái quan trọng có phải bạn gái 14, 16. Nếu bạn gái anh thì ok. Cháu cái gì? Phương. Cô Phương. Mọi người đã ăn có chất lắm. Em đây. 15, 16. Chị gọi cho vợ em bởi vì em không ở nhà. Em để sẵn ra tối ra đây, chị gọi cho vợ em đi. Hay. Chắc ở nhà thôi, chị, con chị cứ gọi cho vợ em cho chắc. 75. Anh 67. Anh là tuần tắt đèn rồi. Nếu sáng gặp tuần tắt đèn. Tuần tắt ngủ ngủ đấy. Tốt. Hay quá em ơi. Tốt đấy anh. Mò nhanh thế nhỉ. 78. Đòn đấy rất đơn giản đấy nhưng mà không bắt được. 97. Đẹp đấy. Dạ. Em không, em định đi họp phụ huynh bây giờ. Dạ. Là họp rồi chứ. À bây giờ em chuẩn bị họp ban giám hiệu luôn rồi. Ôi Tuấn ơi. 07. Anh là đây. 80. Cái này mà đá vèo hết qua đây không ai biết qua ai không. 20. Chóng mặt. Đấy.
93 à 90. Hay quá. 21-19. Vâng.